Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Bữa nay review đến em bộ sưu tập Nokia nha. Trên tay mình là bộ 3 Nokia. Đây, Nokia này là Nokia 5.4 nha anh em. Này là Nokia 3.4. Nói chung là mấy dòng này toàn là pin trâu không nha. Kèm một con Nokia nghe gọi cực kỳ, Windows Phone cực kỳ chất chơi luôn nha. Giá chỉ từ 300 ngàn thôi nha. Anh em thích con nào qua chơi con đó nha. Đây, Nokia 5.4 là bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ 128GB nha anh em. Đó, vân lưng, vân tay ở mặt lưng. Còn con này Nokia 3.4 thì cũng RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đây, vỏ nhám cực kỳ sang chảnh luôn nha. Cũng pin 4.000. Này thiết kế camera tròn, nhìn cực kỳ sang luôn nha. Giá bộ 3 này, con này là 2 triệu nha anh em. Đây, 5.4 là 2 triệu. Con này là 1 triệu 6 nha, 3.4. Đó, anh em thích chơi con nào qua bên mình lấy đó về xài nha. Mọi chức năng hoàn hảo hết nha. Còn Nokia quyền thoại Lumia 630 là bán chỉ có 300 ngàn thôi nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm nha.